Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Nguyễn Minh Khang. Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách có tên là Côn trùng ký của tác giả Pháp Lê. Pháp Lê là nhà côn trùng học kiệt xuất của nước Pháp. Ông ấy có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Côn trùng ký. Trong quyển Côn trùng ký mà mình đang cầm này, trong có rất nhiều điều kể về các và côn trùng, tập tính của chúng và cách săn mồi của chúng. Ở trong này cũng kể rất nhiều về các loài côn trùng nữa, và có rất nhiều các loài côn trùng như ve sầu, bọ ngựa, châu chấu và cà cào nữa. Trong số các loài côn trùng trên, tớ rất thích loài bọ ngựa bởi loài này sở hữu một tập tính rất đặc biệt và có ngoại hình vô cùng dũng mãnh, y như con nhà võ vậy. Nếu bạn thích cuốn sách này, bạn hãy thử mua và đọc nó ngay nhé. Tớ chào các bạn.